Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Hùng TV trong buổi tối muộn ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình có một số sản phẩm gửi tới tất cả các bạn và anh chị. Thì như XS Max này, có 2 cây này, XS này, X này, gồm rồi thì Samsung này, và cùng rất là nhiều sản phẩm khác nhau có mặt trong ngày hôm nay. Thì anh em cần chiếc nào thì anh em inbox cho mình nhá. Giá thành thì cũng rất là rẻ thôi. Rồi, mọi người nhìn thấy trên bàn mình rất là nhiều sản phẩm đúng không ạ? Sản phẩm nào thì mình sẽ review từng chiếc một nhé. Và để cho các bạn không chờ đợi lâu, chúng ta vào thẳng chủ đề luôn. Thì hôm nay có X. Hôm nay có X nhé, iPhone X bản VN này. X bản VN nhé. X bản VN nhé. Quốc tế đẹp. Kính trước, kính sau đẹp kem. Nhưng mà mỗi tội là cái... Đây, người dùng luôn. Cái này là của... Máy này là máy người quen dùng nhé. Đẹp keng nhé. Anh em nào cần thì inbox nhé. iPhone X này bản VN. Bản VN 64GB nhé. Bản VN 64GB nhé. Thì chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 1 triệu nhầm. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 8.900.000 nhé. XVN bản màu đen 8.900.000. Benzin bản zin 100% nhé, 8.900.000. Đây, bên viền này nó chỉ hơi phẩy răm răm một xíu thôi. Đấy, hình tròn cái chấm bạc này 8.900.000. Ai ở Hà Nội thì qua inbox cho mình nhá. Đấy, hai viền hơi phẩy phẩy xíu. Đẹp 98-99%. Pin thì ok. Pin 88%. Pin 87%. Đó, rất là ok nhá. Đó, hai đầu rất là đẹp. Nhưng chỉ mỗi phẩy mỗi góc này thôi. Phẩy nhẹ hai sườn thôi. Anh em nào cần thì inbox Fake ID đây. Bản VN quan trọng là chất là bản VN nhé. Đấy. Quan trọng chất là hàng bản VN nhé mọi người nhé. Bản VN nhé, rồi. Cài đặt Fake ID nhé các bạn xem. Rồi. Wow, đấy, một quả lắc là được luôn. Đấy. Chiếc này 8.900.000 mọi người nhá. Rồi, chiếc thứ hai đó là Redmi. Chiếc này là Mi Note 2, giá 800.000. Ai cần thì inbox cho mình ạ. Tám trăm k nhé. Ai cần thì inbox cho Đức nhé. 800.000 nhé. Ai cần thì inbox Redmi Note 2 RAM 2 bộ nhớ 16. Dùng rất là ok. Đó, rất là đẹp. 800.000. Ai cần thì inbox sớm cho mình nhá, sáng mai lên đơn luôn. Ok. Một chiếc tiếp theo đó là chiếc Z7 Prime. Z7 Prime bán xả hàng các bạn với giá là 1.500.000. 1.500.000. Vỏ hơi phẩy nhá, vỏ hơi phẩy nhá. 1.500.000. RAM 2 bộ nhớ 32, 1.500.000 nhá, vỏ hơi phẩy. Đấy. 1.500.000. Ai cần thì inbox cho Đức nhé. 1.500.000 nhé. 1.500.000. Ai cần thì inbox cho mình. Máy rất là rẻ và hợp lý nhé. 1.500.000. Ok mọi người, 1.500.000 nhé. Rồi, một chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc iPhone X. XS này, XS Max. Rồi, chiếc tiếp theo đó là chiếc XS Max nhá. Rồi, anh em nhìn thấy chưa? XS Max mua của khách. Nó chỉ bị dịa tí lưng ở đây thôi. Dịa tí lưng ở đây nhá. Ok anh em. XA này. Dịa tí lưng nhá. Chiếc này bị mất Fake ID.
64GB. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là mất fake ID, mình bán cho các bạn với giá là 9.500.000 nhé. Mất fake ID bán cho các bạn với giá là 9.500.000 nhé. Ai cần thì inbox cho Đức nhé. 9.500.000. XS Max 9.500.000. Main zin và zin. Camera nét. Đó. Rồi 9.500.000 anh em nhé. XS Max 9.500.000. XS Max 9.500.000 nhé. Mất fake ID thôi. Rồi, một chiếc tiếp theo đó là một chiếc XR đây. Giới thiệu 256GB. Rồi, giá dưới 9 triệu, ai cần thì inbox tình trạng, đó là máy lóc. Đó. Giá rất là hợp lý đúng không ạ? 256GB. Anh em nào cần thì inbox cho mình nhé, 256GB. Ok anh em. X256GB nhá. Được chưa anh em? XR đấy, à IS đấy. Wow! Hôm nay nóng quá mọi người ạ. Mọi người xem thấy mình thỉnh thoảng mình kêu tí mọi người được không giận dỗi gì nhá, không lại bảo là mình hâm hết chết. Thỉnh thoảng hét lên một xíu để lấy năng lượng để review sản phẩm cho anh em. Đôi khi mình cảm thấy mình tụt xuống năng lượng một tí, mình hét một cái thì nó lại kiểu dạng như máu nó lại thông lên não ấy, thì lúc đấy mình làm việc nó lại căng vào, mình giọng nói lại chuẩn. Đấy, ok. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 9 triệu. Gần 9 triệu 80x. 80x nhá, ok anh em. Một chiếc tiếp theo video ngày hôm nay đó là 6S Flute 32GB. S Flute 32GB nhá. Benzin màn zin đẹp, bán cho các bạn với giá là 3.800.000. Cần thì inbox cho mình ạ. S Flute đẹp 3.800.000 nhá. Mọi người nhá, 3.800.000 S Flute. Đây 32GB ạ. Rồi. Giới thiệu bản này là Mỹ nhá. Méo. Đấy, màn zin phải đẹp nhá. Đây, mình nhìn lau cho các bạn xem không có vết xước nào đâu. Không vết xước anh em nhá. Xước nhẹ mờ mờ xíu thôi. Ok. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc S Flute màu vàng. Ok. Chiếc này 64GB nhá, S Flute 64GB nhá. Vỏ phẩy nhá. Màn này là màn new mới, màn lô ấy, màn mới tinh ấy, màn new. Thì chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 2.800.000. F Flute màn new, màn mới, new mới. À đâu nhầm, sorry nhầm. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 3.000.000 đồng. Nhầm, sorry. 3.000.000 đồng nhé. F Flute 64GB màn new mới, màn lô ấy, 3.000.000 đồng. Ai cần thì inbox cho mình ạ. 3.000.000 đồng nhé. Mọi người cần thì inbox sớm cho mình nhé. Giá là 3.000.000 đồng mọi người nhé. S Flute 64GB giá 3.000.000 đồng. Rồi ok, chiếc tiếp theo đó là một chiếc Samsung Redmi giá 2.000.000 đồng, RAM 3 bộ nhớ 32 nhá. 2.000.000 đồng RAM 3 bộ nhớ 32 nhá. 2.000.000 đồng nhá. Mọi người ai cần thì book cho mình chiếc này, máy đẹp keng, gần như là keng nhá. RAM 3 bộ nhớ 32 giá 2.000.000 đồng. Và theo mọi người thì mọi người thích nhất chiếc máy dòng gì để mình biết đường mình nhập ạ?
iPhone, Samsung, iPad. Mọi người cần như thế nào ạ? Mọi người cần như thế nào? Mọi người có thể comment giúp mình được không ạ? Ok, hợp lý thì mình sẽ đặt hàng giúp các bạn. Chiếc này là 2 triệu đồng nhé. Redmi 2 triệu đồng. Đó, lâu cho nó đẹp. RAM 3 bộ nhớ 32 giá 2 triệu đồng. Đấy, bật nguồn lên rồi review cho anh em. Rồi, hết nguồn, hết pin. Power off. Tắt nguồn hả? Rồi, ok, chiếc này 2 triệu đồng nha. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc Samsung A10. A10 màn ép kính, bán cho các bạn với giá là 1.500.000. Ai cần thì inbox mình nhá, 1.500.000. Samsung A10 1.500.000. nhé. Đây, chiếc này là 2 triệu đồng, anh em cần thì inbox. 1.500.000 và 2 triệu đồng, máy thì giống hệt nhau nhé. A10 1.500.000, màn zin ép kính. Đấy, màn nó hơi xước xước xíu. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc S Plus quốc tế 32GB này. Chiếc này là 3.650.000 ạ. Tôi hôm nay bán hạ giá một cây 3.600.000. Ai cần thì múc luôn. 3.600.000 mọi người nhá. 3.600.000 mọi người nhá. Mọi người cần thì inbox cho Đức. Rồi, chiếc tiếp theo đó là một chiếc Oppo. Chiếc Oppo Neo 7 nhá. Oppo Neo 7 nhá. À chết, nhầm, Neo 9. Oppo Neo 9 bán cho các bạn với giá là 850.000. Ai cần thì inbox nhá. Neo 9 850.000. Oppo này Neo 9 850.000, RAM 2 bộ nhớ 16 850.000, dùng nghe gọi tạm hoặc là chơi game và nghe nhạc thì cũng rất là ok nhá. Cô chú các bác và anh chị nhá, 850.000 nhá. Đó, cũng rất là ok. Dùng thoải mái ạ. Và trên tay mình đây, hơn một chiếc 7G lock nữa. 7G lock này giá cũng rẻ thôi. Đức bán cũng giá hợp lý, không bán đắt. Đấy. Chiếc này Đức bán cho các bạn với giá là Neo 9 A37 nhé mọi người nhé. Đây là chiếc Neo 9 A37 nhé. Mọi người cần inbox nhé, 850.000. Neo 9 A37 850.000. Đây, một chiếc S Plus Lock giá 2.300.000. S Plus Lock giá 2.300.000 mọi người nhé. 2.300.000 thì cực kỳ là đỉnh rồi, chơi game thì nuột luôn. S Plus giá 3.300.000. Ok. Mọi người cần thì inbox cho Đức nhé. S Plus giá 3.200.000. Ui, giá rất là rẻ. Mọi người cần thì inbox này, 2.300.000. Tình trạng pin, 84% nhé. 84% là mọi người dùng cũng thoải mái rồi. Đây, mình tiện tay. Đó, các bạn nhìn thấy họ, 2.300.000 nhé. Rồi, chiếc tiếp theo XS Max trắng đẹp keng. XS Max trắng đẹp keng nhé, 13.500.000. Ai cần thì inbox cho mình nhé, 13.500.000 nhé. Lên zin mà zin nhé, 13.500.000 ạ. XS Max trắng keng, 13.500.000. Đấy, vỏ viền đẹp nhé. Anh em cần thì inbox nhé, 13.500.000.
Giá hợp lý nhá, không đắt cũng không rẻ nhá. 13 triệu 500. Đây, vỏ viền keng nhá. Cái kem mát trắng 13 triệu 500 ạ. Giá rất là hợp lý. Anh em cần thì inbox sớm cho mình nhá. Sớm để mình còn lên đơn cho các bạn. Giá 13 triệu 500 là giá rất là hợp lý rồi. Cái kem mát 13 triệu 500. Cần thì inbox sớm cho mình nhá. Rồi, Genmark 13 triệu 500 ạ. Các bạn thích kiểm tra gì để mình review một xíu nào. Rồi, về camera nhé, hoặc Face ID nhé, camera này. X1, X2 rất là đẹp nhé, ok. Đây, ok, rất là đẹp và sắc nét. Face ID này. Bạn nhìn Face ID của Đức nhá. Đấy, quay phát vòng tròn là ăn luôn nhá. Xen Max này 64GB quốc tế Mỹ 13 triệu 500. Ai cần thì inbox cho Đức nhá. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc A5S RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Hôm nay về thêm em này thì bán các bạn với giá là 2 triệu 3. Có hôm mình về đắt rẻ nha, hôm qua một chiếc này mình bán có 2 triệu 2 thôi, hôm nay về lại chiếc này là 2 triệu 3. Đây nhá, mình bóc cho các bạn xem này, máy khách dùng này, giữ cực kỳ luôn đó, các bạn nhìn thấy không ạ, màn hình nhá, không một vết xước nào nhá. Đấy, lột ra các bạn nhìn thấy phê chưa, đẹp cực kỳ là kinh khủng luôn, khách dùng giữ. Và miếng dán cường lực cũng rất là xịn sò. Đây các bạn nhìn nó còn ngoang ngoang tí màn hình này, lăn phân này. Đấy, đấy là do khách dùng nhá. Các bạn nhìn nó hơi ngoang ngoang ở ngoài mép gì à không. Đấy, cho nên bảo khách giữ là khách giữ, rất là khách xài rất là ok. Đó, anh em cần thì đây mình lau cái chỗ bẩn bẩn này cho anh em xem này. Đấy, nhìn nó khác, sạch ngay. Đấy, nhìn đây lau nhá. Đến dịch dưới này nó lại còn loang loang nguyên theo viền nhá. Đấy, mọi người để ý kỹ mép. Cho nên bảo khách dùng giữ là giữ. Đấy. Rồi, mình lại dán tạm cái miếng kia vào, miếng cũ vào cho đỡ xước nhá. Máy nhập chiếc đẹp là đẹp. Anh em cần thì lại inbox nhá. Được chưa? Wow, cường lực cũng rất là xịn sò, dán phát đi hết luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, nên là không có vết xước nên dán bóc ra bóc vào nó cũng không bị ấy nhá. Đây là cái vết nhăn nhăn do lúc nãy mình cạy đây này. Đấy, 2.300.000 nhá. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc Samsung A20. A20 này cũng RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cũng phẩy phẩy, cũng đẹp đẹp đấy, cũng gần giống như trước kia. Thôi, Samsung cũng bán giá đồng giá 2.300.000. 2.300.000 nhé, mọi người cần thì inbox cho mình nhé, 2.300.000. Samsung A20 2.300.000 nhé. Ok. Một chiếc 7 Flut này là 64GB, 32GB nhé. Đấy, bản VN nhé, 32GB bản VN. Pin, tình trạng pin 80%. Anh em nào cần thì inbox cho mình nhé. F Flut 32GB pin 80%. Nên zin, màn zin, camera zin. Màn mỗi màn là màn zin ép kính nha anh em nhé. Anh em cần thì inbox cho mình nhé. Đó, kia là tai nghe của mình. Tai nghe ngày hôm nay bán đồng giá là 120.000 một cái. Tai nghe zin xịn nhá, 120.000 một cái. Ai cần tai nghe thì inbox cho mình nhá, 120.000 một cái. Đó, 7 Flut, màn zin ép kính. Bán các bạn với giá là 4 triệu
800k. Nhé, 7 flut đẹp nhé. 4.800k nhé, 7 flut nhé. Anh em cần thì inbox. Đó. Và đây mình xin giới thiệu một chút. Đây là tai nghe, hôm nay mình về cả một lô này. Tai nghe. Các bạn nào lấy tai nghe này thì inbox cho mình. Tai nghe rất là zin và nghe xịn sò, 120 một cái. Nó rất là nhiều nhá. Đó, mọi người cần tai nghe thì inbox cho mình nhá. Tai nghe 120.000 một cái ạ. Tai nghe 120.000 một cái nhé. Và các bạn cần gì, các bạn thích cần dòng máy gì, hoặc là cần máy gì nhé, các bạn cứ inbox cho tôi, comment phía bên dưới. Các bạn cần máy gì thì tôi sẽ biết đường, tôi lựa đi nhận máy về cho các bạn, được không ạ? Tôi sẽ đi thị trường tôi tìm máy về cho các bạn. Các bạn cứ comment ở dưới, hoặc là các bạn nào thích trao đổi máy thì các bạn cứ comment ở dưới, tôi rảnh tôi sẽ gọi lại cho các bạn. Đó, đây là tai nghe. Đây, một chiếc S-Flute 32-16V, đẹp, giá 3.2 triệu nhé. S-Flute, S-Flute nhé, giá 3.2 triệu. Một chiếc tiếp theo nữa, không phải là S-Flute mà cũng gần gần giống S-Flute, giá hợp lý cực kỳ, nhưng mà nó lại là S-Flute 32GB, quốc tế. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 16GB nhá, S-Flute 16GB nhá. Nguyên zin bằng zin đẹp kem. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 3 triệu đồng nhá, 3 triệu đồng nhá. Anh em cần thì inbox nhá. Giá 3 triệu đồng nhá. S-Flute 16GB đẹp kem, 3 triệu đồng, 16GB. Anh em cần thì inbox nhá, 3 triệu. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc Z7 Play màu hồng, màu vàng, 1.600k. Z7 Play 1.600k nhá, màu vàng nhá. Anh em cần thì inbox nhá. 1.600k Z7 Play. Z7 Play là 1.600k, RAM 3 bộ nhớ 32. Đây, hôm nay về còn 4 chiếc S-Flute. Đó, có chiếc 2.6, 2.7, 2.5 và 2.5. S-Flute 16GB, zin phẩy 6, nhỡ nhỡ đều có cả. Hàng nhỡ. Hôm nay còn mấy cây nhỡ nhỡ này thì mình sẽ bán giá hợp lý cho anh em, tổng giá tất 2.450 nhé, 2.450.000 nhé. Ai cần chiếc nào thì inbox cho Đức sớm nhé. 6S 32GB đồng giá 2.450.000, ai cần chiếc nào thì inbox sớm cho Đức nhé, 2.450.000. Rồi, sau S Flute thì Đức còn có 7 Flute nữa. 7 Flute 4.600k, vỏ hơi nhỡ nhỡ, vỏ thay rồi nhé, 4.600k, ai cần thì inbox 4.600k nha. Rồi, Đức có bán Pro Max đập hộp, ai cần thì inbox, hoặc tất cả các dòng đời cao đập hộp, Oppo đập hộp nhé, 2.200k, ai cần thì inbox. Oppo A1K 2.200k. Oppo A1K là 2.200k mọi người nhé. Đây là các VZip của Đức Cùn TV. Đấy, thẻ bảo hành ở đây. Máy nào các bạn yêu cầu thì mình sẽ có. Rồi một chiếc Huawei i9 Pro. Huawei i9 Pro máy đẹp keng. Đấy. Máy đẹp keng nhá, RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. Anh em cần thì inbox cho mình nhá. Huawei i9 Pro. Đấy, đẹp keng. Dán cường lực đã dán rồi nhá, đã dán viền rồi nhá. Một chiếc này bán cho các bạn với giá là 2.800k. 2.800k, ai cần thì inbox cho mình nhá. Ok mọi người, 2.800k. Một khẩu là 0000 tất. Ok, 2.800k nhé. Năm. Rồi, nó đã hết pin rồi. Thì mình xin phép là ai cần inbox mình sẽ review sau nhé. Ai cần thì inbox qua Zalo nhé. Đây, còn chiếc Oppo này, RAM 3 bộ nhớ 16, giá 1 triệu đồng nhé. RAM 3 bộ nhớ 16, 1 triệu đồng nhé. Oppo RAM 3 bộ nhớ 16, giá 1 triệu đồng. Ai cần thì inbox. Rồi, một chiếc tiếp theo đó là một chiếc
S6S Plus 16GB, giá 3 triệu đồng nhé, 3 triệu đồng LLA 16GB, 3 triệu đồng S Plus ZenFone 3 triệu đồng. Hai chiếc S Plus 32GB cũng giá là 3 triệu đồng, 3 triệu 650, 3 triệu 650 nhé, ai cần thì inbox cho mình 3650. Và một chiếc cuối cùng là một chiếc Samsung A50, Samsung A50 RAM 6, bộ nhớ 128, Samsung A50 các bạn nhé, RAM 6GB, Samsung, riêng Samsung là RAM 6, bộ nhớ 128, nó cực kỳ là khỏe, các bạn chơi game thì tuyết luôn nhé. Chiếc này thì giá không biết là bán cho bạn bao nhiêu được. RAM 4 A50, đúng rồi, A50 RAM 6, bộ nhớ 128, giá dưới 4 triệu. Các bạn cần thì inbox cho mình nhé, chắc chỉ tầm khoảng 3 triệu 6 thôi. Chiếc này giá tầm 3 triệu 6 nhé các bạn nhé, 3 triệu 6, ai cần thì inbox sớm cho Đức. Chiếc này Samsung A50 giá 3 triệu 600k, RAM 6, bộ nhớ 128, một sản phẩm rất là ok và tuyệt vời nhé. Ok, mọi người cần gì thì inbox cho mình nhé. Đó, mọi người cần sản phẩm gì thì inbox cho mình nhé. Đó, và Đức Cùng TV cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị và anh chị cô bác đã ủng hộ Đức Cùng TV trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nhiệt tình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.